Cô Phước Duyên. Dạ. Cô Phước Duyên có ở đó không cô? Dạ có ạ sư. Dạ con làm được. À, cô có thể giữ cái host giúp sư được không? Dạ được ạ. Dạ. Cô Phước Duyên đã cô Ngọc Trân, cô Ngọc Trân giúp sư giữ host luôn nha. Dạ sư. Dạ sư. Dạ sư. Dạ dạ. Dạ sư. Dạ sư. À, thưa các vị, chúng ta bắt đầu buổi học. Ở trong cái lớp học này đó thì nhằm mục đích là để ôn tập các cái phần cơ bản cho các vị học viên. Mà trước đây chúng ta đã có học các cái lớp vi diệu pháp, và do đôi khi vì những công chuyện cho nên không có theo dõi đồ đầy đủ, và cũng bổ khuyết thêm cho những vị học viên nào mà có một vài vấn đề chúng ta chưa có rõ. Và trong cái phần ôn tập này đó thì trước hết đó là cố gắng giúp cho các vị chúng ta có được một cái hệ thống, và nhờ cái hệ thống đó cho có thể giúp cho các vị dễ nhớ hơn. Và thứ hai đó là đối với ví dụ pháp đó, hai cái phần giáo lý quan trọng đó là duyên sinh và duyên hệ. Và bản thân của tôi đó thì cũng muốn nhân trong khi mà chúng ta đang có cái dịch bệnh, và Chư Tăng ngày hôm nay cũng là cái ngày mà Chư Tăng bắt đầu an cư 3 tháng mùa mưa, và trong suốt 3 tháng này thì tôi cố gắng để hướng dẫn cho các vị cái lớp duyên sinh và duyên hệ. Để nói trong cái phần ôn tập này đó thì chúng ta sẽ học những cái đặc biệt liên quan những cái phần mà trong duyên hệ đề cập đấy. Trước hết đó, ngày hôm nay chúng ta ôn tập về tâm và sở hữu tâm. Ở đây những vị học viên nào mà chúng ta đã chúng ta chưa có lắm rõ về tâm và sở hữu tâm đó, thì ở đây chúng ta ôn lại. Bởi vì cái phần tâm và sở hữu tâm đó, nó giống như là cái bảng chữ cái hay là cái bảng ngũ chương. Và cái bảng chữ cái và bảng chữ ngũ chương đó đi suốt cái cuộc đời của một người học. Thì cái tâm và tâm sở cũng vậy, là cái ý nghĩa cũng như là cái sự tương quan giữa tâm và tâm sở đó, là chúng ta lặp đi lặp lại trong tất cả những cái gì mà liên quan đến việc pháp, nên rất là cần thiết để cho các vị nắm rõ cái tâm và sở hữu tâm. Cái khác là chúng ta ôn về tâm rồi sở hữu tâm. Về ý nghĩa của tâm á, tâm chỉ có một cái ý nghĩa duy nhất á, đó chính là cái sự biết cảnh. Cái gì mà xin lỗi, tôi chưa có share cái màn hình cho các vị. Các vị có thấy không ạ?
Dạ bạch sư thấy ạ. Dạ cảm ơn cô. Tâm tức là cái sự biết cảnh. Cái gì mà biết cảnh được, nhận thức được đối tượng thì cái đó gọi là tâm. Các cái bạch cô kia như là đất đá cây cỏ, nó không có biết cảnh bởi vì nó không có tâm. Các cái loài bàn sinh á, như là cái loài cầm thú á, nó có thể nó nhận thức cái thế giới xung quanh bởi vì nó có tâm. Một người đã chết rồi đó thì người đó không có nhận thức, không có biết những cái cảnh vật xung quanh bởi vì người chết là một người không còn tâm. Như vậy tâm á, chính là cái sự biết cảnh. Cái gì biết cảnh, có thể biết cảnh được thì cái đó gọi là tâm. Và cái sở hữu tâm á, sở hữu tâm chính là cái thuộc tính của tâm, hay gọi là cái đặc tính của tâm. Ví dụ như là cái bàn, thì cái bàn nếu mà cái bàn bằng kính thì chúng ta sẽ thấy cái bàn đó nó cứng, nó trơn láng và nó không có cháy. Thì những cái đặc tính như là cứng, trơn láng hay là không có thể đốt cháy đó, thì đó là những cái đặc tính của cái bàn bằng kính. Như vậy cái đặc tính hay là cái thuộc tính đó, chúng ta không có thể lấy cái đặc tính đó ra khỏi cái sự vật. Đặc tính của tâm thì cũng như vậy, và chúng ta không có thể nào mà chúng ta lấy cái đặc tính đó ra khỏi cái tâm. Và bất cứ cái gì có hiện hữu thì cái đó có cái đặc tính. Như vậy cái sở hữu tâm chính là cái thuộc tính của tâm, hay chúng ta còn gọi cách khác tâm và tâm tính. Tâm tính chính là những cái gì thuộc về là thuộc tính của tâm, là đặc tính của tâm. Và do vì cái sở hữu tâm là đặc tính của tâm, cho nên tâm và sở hữu tâm thật ra cũng chính là một. Giống như cái bàn và đặc tính của cái bàn, thì cái đặc tính của cái bàn nó thuộc về cái bàn chứ không phải là hai. Và do đó là giữa tâm và cái sở hữu tâm là một đó, cho nên giữa tâm và sở hữu tâm có bốn cái sự tương đồng. Thứ nhất là giữa tâm và sở hữu tâm là chúng ta có bốn cái tương đồng. Bốn tương đồng. Là ở đây các vị, có lẽ là nhiều vị học viên rồi chúng ta nhớ. Là đồng sanh. Hai là đồng diệt. Ba là đồng nương. Đồng nương một vật. Và thứ tư là đồng biết một cảnh. Đồng nương một vật á, khi mà cái tâm mà muốn sinh lên, cái tâm hiện khởi trong một chúng sinh, nếu là một chúng sinh có sắc pháp, như là chúng sinh ở cõi dục hay là chúng sinh ở cõi trời sắc giới, thì khi đó tâm mà muốn sanh lên nó không phải tự nhiên mà nó có thể nó sanh lên được. Nó phải có cái thành phần vật chất là sắc pháp để nương gá. Ví dụ như là cái tâm nhãn thức là cái tâm có thể nhận biết cái cảnh sắc, thì tâm đó nó phải nương gá vào thần kinh nhãn hay chúng ta nói chung là con mắt. Nếu không có mắt đó, thì cái thần kinh nhãn không có thể sanh lên được. Và khi mà nương vào thần kinh nhãn thì toàn bộ những cái sở hữu đồng sanh với tâm thì đều là nương
ở thần kinh nhãn. Nó không có cái chuyện mà tâm nương một vật này và sở hữu nương ở một vật khác. Không thể nào mà tâm nương ở cái thần kinh nhãn và sở hữu lại họ nương ở cái thần kinh nhĩ, không được. Mà luôn luôn là tâm và sở hữu cùng nương một vật. Và đồng biết một cảnh, tức là tâm biết cái cảnh nào thì sở hữu biết cái cảnh đó. Nó giống như là cái bàn để ở đâu thì toàn bộ cái đặc tính của cái bàn là ở đó. Chứ chúng ta không có thể nào mà chúng ta để cái đặc tính của cái bàn một bên là cái bàn một bên, không có thể như vậy. Thì tâm biết cảnh nào thì sở hữu đồng sanh cũng cùng biết cái cảnh đó. Như là tâm biết cảnh sắc thì toàn bộ những cái sở hữu có mặt ở trong nhận thức đó đều biết chung cái cảnh sắc. Tâm biết cảnh thinh thì tất cả những sở hữu đồng sanh đều biết cảnh thinh. Như vậy thì giữa tâm và sở hữu có bốn cái sự tương đồng, là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một vật và đồng biết một cảnh. Và nhờ những cái sự tương đồng này, cho nên khi mà chúng ta học về cái sự tương quan giữa tâm và sở hữu tâm đó, thì giúp cho chúng ta dễ nhớ một phần. Như vậy là khi nào nói về tâm và sở hữu tâm thì các vị luôn luôn nhớ là giữa tâm và sở hữu có bốn cái sự tương đồng, đó là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết. Và kế đến đó, tức là cái sự tương quan. Kế đến là cái sự tương quan. Cái sự tương quan sự tương quan giữa tâm và sở hữu. Cái tâm và cái sự tương quan giữa tâm và sở hữu á, chúng ta phải nắm rõ hai cái sự tương quan này. Thứ nhất á, là cái sự tương quan đó là chúng ta xem trong tâm á, trong một tâm đó nó có bao nhiêu sở hữu, hay nói một cách khác á, là trong một tâm đó nó có bao nhiêu cái đặc tính. Và cái sự tương quan thứ hai là một sở hữu như vậy đó, nó có thể nó hợp được bao nhiêu tâm. Và trong một tâm á, có bao nhiêu sở hữu á, khác với một sở hữu có thể hợp với bao nhiêu tâm. Chúng tôi ví dụ là chúng ta có cái căn nhà. Chúng ta có cái căn nhà. Thì trong cái căn nhà này á, chúng ta có thể có nhiều người. Và trong cái căn nhà này chúng ta có thể có nhiều người trong đây. Thì cũng như là cái nhà này giống như là tâm. Và người trong đây thì giống như là sở hữu. Như vậy thì một tâm có thể đi cùng với nhiều sở hữu. Nhưng mà khi nói một sở hữu có thể hợp bao nhiêu tâm, thì điều đó không có nghĩa là trong một cái sở hữu này nó có nhiều cái tâm trong đây. Nó có nhiều cái tâm, nó không phải là như vậy. Mà trong một sở hữu mà có thể hợp với bao nhiêu tâm, nó giống như là một người mà chúng ta có nhiều cái căn nhà. Là một người có nhiều căn nhà. Một người có nhiều nhà. Thì một nhà đó có thể có bao chứa được bao nhiêu người, nó khác với một người á có bao nhiêu nhà. Vì một cái căn nhà trong cùng một lúc có thể có 5 người, 10 người trong đó được. Nhưng mà một người có nhiều nhà đó thì không thể cùng một lúc mà họ có mặt ở trong tất cả các cái nhà, mà chỉ có thể trong một lúc á, thì họ chỉ có thể ở một cái căn nhà thôi, ngày khác có thể ở căn nhà khác. Thì cũng như là khi mà nói cái sự tương quan giữa tâm và sở hữu á, thì
các vị nhớ hai cái thuật ngữ của Pali, tức là thuật ngữ là tâm nhiếp và tâm nhiếp. Nhiếp là sangaha. Và cái sở hữu hợp, sở hữu hợp là sambayoga. Chữ nhiếp đó, chữ hát có nghĩa là, có nghĩa là gom tụ, giống như chúng ta nói nhiếp ảnh vậy. Thì khi mà nói cái sự tương quan giữa tâm và sở hữu thì các vị nhớ hai cái sự tương quan, thứ nhất đó là tâm nhiếp và thứ hai là sở hữu hợp. Tâm nhiếp tức là chúng ta xem trong một tâm có bao nhiêu sở hữu, và sở hữu hợp thì chúng ta xem là một sở hữu có thể đi được với bao nhiêu tâm. Và như chúng tôi nói với các vị đó, tâm nhiếp tức là trong cùng một thời điểm đó một tâm sanh lên, cùng đồng sanh với tâm có bao nhiêu sở hữu. Nhưng mà khi mà nói đến cái sở hữu hợp á, thì chúng ta xem là cái sở hữu này có thể đi được với bao nhiêu loại tâm. Và dĩ nhiên là mỗi khi mà hợp với tâm này đó, thì không có thể hợp cùng một lúc nhiều tâm được. Không có thể cùng một lúc mà cái sở hữu đó có mặt ở nhiều tâm. Do vì cái quy trình sinh diễn của tâm pháp á, thì trong một sát na như vậy nó chỉ có một sát na tâm thôi. Cho nên nó là sở hữu á, hợp với, giống như là chúng ta ví dụ là sở hữu tự tha đó, sở hữu biến hành á, thì có thể hợp với tất cả các tâm. Nhưng trong cùng một lúc á, thì sở hữu á, chỉ có hợp duy nhất một tâm. Do vậy khi mà nói đến cái tương quan giữa tâm và sở hữu tâm thì các vị luôn luôn phải nhớ đó. Thứ nhất là có bốn cái sự tương đồng, đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết một cảnh. Và cái thứ hai là cái sự tương quan này đó là nó có hai cái sự tương quan mà Pali gọi là Sangaha và Sambayoga. Ngài Tịnh Sự gọi là tâm nhiếp và sở hữu hợp. Tâm nhiếp là trong cái tương quan đó là trong một tâm có bao nhiêu sở hữu. Và sở hữu hợp tức là một sở hữu có thể đi cùng với bao nhiêu tâm. Rồi chúng ta học cái phần kế tiếp. Đó là chúng ta học là xem trong một tâm là có bao nhiêu cái sở hữu. Và chúng ta học là trong một sở hữu thì có bao nhiêu tâm. Trước hết đó là chúng ta học về cái phần là trong một tâm có bao nhiêu sở hữu. Hay ngày Tịnh Sự ngày xưa ngày vẫn gọi là cái sở hữu hợp đồng. Thì có nhiều vị học viên đó, là đôi khi học một thời gian mà vẫn còn tính tổng cộng ở cái chỗ này. Do vậy tôi ôn tập cho các vị. Trước hết khi mà chúng ta học về một tâm có bao nhiêu sở hữu thì tất nhiên ở đây có những vị học viên chúng ta đã tính được cái này, và mỗi người chúng ta có cái cách nhớ khác nhau. Và khi mà tôi trình bày ở đây đó thì tôi cũng trình bày theo cái cách riêng của tôi chứ không phải là cái phương pháp của giáo khoa. Và do vậy nếu mà các vị nào thấy rằng là cái phương pháp này nó khó nhớ hơn cách riêng của các vị, hay là các vị học từ cái vị nào khác đó, thì các vị theo cái cách nào mà các vị nghĩ là dễ nhớ. Còn nếu mà các vị nào mà thấy cái cách tôi đề nghị mà có vẻ dễ nhớ đó, thì có thể các vị theo dõi kỹ cái phần này. Thì đối với tôi đó, khi mà chúng ta học về tâm có bao nhiêu sở hữu á, thì trước hết đó, là chúng ta có ba bước. Và chúng ta học coi bước như vậy. Đầu tiên chúng ta học về cái phần tâm nhiếp. Chúng ta học về phần tâm nhiếp. Tăng cả hả?
Thì trong cái tâm nhiếp này á, thì chúng ta có là ba bước. Cái bước đầu tiên á, là chúng ta phân nhóm. Chúng ta phân nhóm đó là nhìn lại trên cái biểu đồ, cái biểu đồ vi diệu pháp á, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái sở hữu á, thì chúng ta thấy nó có ba nhóm. Sở hữu đã có sẵn ba nhóm. Như vậy thì chúng ta theo cái nhóm của sở hữu có sẵn á, thì chúng ta có ba nhóm. Tức là cái phần sở hữu, thì chúng ta trong ba nhóm sở hữu thì chúng ta có là cái tợ tha. Tợ tha nhóm hai là bất thiện, và nhóm thứ ba là tịnh hảo. Do vì sở hữu á, có ba nhóm như vậy đó, và sở hữu thì tương sở hữu cũng chính là một phần là thuộc tính của tâm, cho nên sở hữu chúng ta đã có ba phần như vậy đó, thì tâm á, thì chúng ta cũng chia ra thành ba phần, ba phần tương ứng với sở hữu. Trước hết á, là chúng ta có cái bên sở hữu á, thì chúng ta có là bất thiện, thì trong tâm ở đây thì chúng ta cũng có nhóm là cái nhóm bất thiện. Rồi trong sở hữu là có tịnh hảo, sở hữu thì có tịnh hảo, thì tâm chúng ta cũng chia là cái nhóm tịnh hảo. Rồi chúng ta có hai nhóm tương ứng với bên bất thiện, tức là bên bất thiện có cái sở hữu bất thiện, thì bên tâm chúng ta có cái phần tâm bất thiện. Bên sở hữu có sở hữu tịnh hảo, thì bên tâm thì chúng ta có là tâm tịnh hảo. Còn nhóm thứ ba đó là cái nhóm còn lại. Cái nhóm còn lại chính là cái nhóm vô nhân. Như vậy thì cái bước đầu tiên là chúng ta phân nhóm, là chúng ta dựa theo sở hữu. Sở hữu có ba nhóm thì chúng ta cứ phân thành ba. Rồi từ cái ba nhóm của sở hữu như thế nào thì tâm chúng ta cũng theo ba nhóm đó. Như vậy thì sở hữu chúng ta có đây là có tợ tha, ở đây có bất thiện, và ở đây có tịnh hảo. Thì tâm chúng ta cũng có ba nhóm tương ứng, tức là bất thiện, rồi nhóm tịnh hảo. Cái nhóm tịnh hảo. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm vô nhân. Nhóm vô nhân. Rồi do vì á, tâm và sở hữu tương quan với nhau, đồng nhất với nhau về tất cả bốn phương diện, cho nên á, không có thể nào mà cái nhóm bất thiện mà đi với cái tâm tịnh hảo, và ngược lại cũng không có thể nào có cái sở hữu nhóm tịnh hảo, nhóm sở hữu tịnh hảo đi với tâm bất thiện, là bởi vì những cái nhóm sở hữu này nó có những cái cảnh mà nó không có đồng cảnh với lại cái tâm mà nó tương ứng, thì nó không có mặt được. Ví dụ giống như là cái cảnh của sở hữu tịnh hảo nó khác với cái cảnh của tâm bất thiện, cho nên nó khác cảnh, nó không có nằm ở trong bốn cái tương đồng. Như vậy thì sau khi mà
chúng ta phân nhóm rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nhóm bất thiện á, chúng ta đổi màu khác để cho các vị dễ nhìn. Cái nhóm bất thiện này á, thì nó sẽ đi với bất thiện. Rồi cái nhóm tịnh hảo này á, thì sẽ đi với nhóm tịnh hảo. Rồi cái nhóm tự tha này á, nó là cái nhóm chung. Cái nhóm tự tha này là nhóm chung. Như vậy thì khi mà chúng ta phân nhóm như vậy, thì bất luận cái tâm nào thuộc về cái nhóm nào, thì chúng ta đều có thể phân vùng biết rằng tâm đó nếu có thể hợp được á, thì sẽ chỉ hợp ở trong nhóm của nó thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta chọn cái tâm đầu tiên là cái tâm tham. Cái tâm tham đầu tiên, thì trước hết đó, chúng ta xác cái nhóm cái tâm tham đầu tiên này á, nó thuộc về cái nhóm tâm bất thiện, cho nên nó chỉ có thể đi với tham này nè. Nó chỉ đi với hai cái nhóm của nó thôi, tức là cái nhóm tự tha. Nhóm tự tha cộng với nhóm bất thiện. Nếu nó có đi thì nó chỉ có đi, nó có hợp, nó có cùng có mặt được thì nó chỉ có thể đi với hai cái nhóm đó thôi, bởi vì thứ nhất là cái nhóm bất thiện nó là đồng nhóm, và cái thứ hai nó là cái nhóm tự tha là cái nhóm chung. Tương tự như vậy là đối với một cái tâm đại thiện đầu tiên này, chúng ta lấy ví dụ cái tâm đại thiện này, thì cái tâm đại thiện này á, cái tâm thiện này á, thì chúng ta đã xác định nó thuộc về cái nhóm tịnh hảo, thì cái nhóm tịnh hảo nó cũng chỉ có thể đi với thứ nhất là cái nhóm chung tự tha, rồi thứ hai nó là đi nhóm tịnh hảo. Không thể nào một cái tâm đại thiện mà có đi chung được với cái sở hữu bất thiện. Như vậy thì khi mà chúng ta phân nhóm đầu tiên á, khi mà chúng ta có ba nhóm này rồi, thì nếu mà chúng ta có tính sơ xuất là trong một tâm đó thiếu cái sở hữu nào chăng nữa, thì cái sở hữu đó, nếu mà phải sơ xuất thì chỉ là sơ xuất ở trong nhóm thôi. Ví dụ giống như là trong tâm tham thì chúng ta đã có phân nhóm rồi, chúng ta biết rằng tâm tham chỉ có thể có đi cùng với sở hữu tự tha và sở hữu bất thiện, chứ không có thể nào tâm tham đi cùng với sở hữu tịnh hảo. Do vậy không bao giờ chúng ta có thể lầm lẫn được là trong cái tâm tham đó là có giới phần hay là vô lượng phần hay trí tuệ hay không, bởi vì ba cái giới phần, vô lượng phần và trí tuệ này thuộc về tịnh hảo, do đó hoàn toàn trong tâm tham không thể nào có, bởi vì nó đã khác nhóm. Ngược lại, ở trong cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí, nó thuộc về cái tâm tịnh hảo, cho nên hoàn toàn chúng ta không có, chúng ta loại trừ hẳn cái nhóm bất thiện. Không thể nào mà chúng ta có suy nghĩ rằng là cái nhóm, cái tâm đại thiện đó nó có thể nào nó có si phần, tham phần hay sân phần hay là hôn phần hay hoài nghi được, là bởi vì loại bảy vị khác nhóm. Như vậy thì để tính được trong một tâm có bao nhiêu sở hữu có thể có mặt, thì cái bước đầu tiên là chúng ta phân nhóm. Rồi cái chúng ta đến cái bước thứ hai, chúng ta là bước 1, 3 bước. Rồi chúng ta qua cái bước thứ hai. Khi mà chúng ta có cái bước đầu tiên rồi, thì khi đó chúng ta chỉ biết chắc chắn rằng là cái tâm đó nó sẽ có thể đi cùng với hai cái nhóm nào đó, có thể thôi. Cái bước thứ hai đó là chúng ta tìm những cái loại tâm nào mà chắc chắn là nó phải có mặt, thì cái nhóm thứ hai đó, cái bước thứ hai đó thì chúng ta lựa ra là cái nhóm biến hành. Chúng ta tìm cái biến hành. Tìm cái biến hành. Chúng ta có tất cả là ba loại biến hành.
chúng ta có tất cả là ba loại biến thành. Thứ nhất á, là trong 13 tự tha nó thì có cái bảy sở hữu đầu tiên. Bảy sở hữu đầu tiên này là sở hữu tất cả biến thành. Tự tha đây là tất cả biến thành. Tất cả biến thành, hay chúng ta gọi gọn là tâm biến thành. Cái nhóm đầu tiên này là tâm biến thành. Rồi cái nhóm, cái loại biến thành thứ hai, cái loại biến thành thứ hai là bất thiện biến thành. Và cái thứ ba, cái thứ ba là tịnh hảo biến thành. Cái tâm biến thành hay là tất cả biến thành, tức là bảy cái sở hữu này có mặt ở trong tất cả tâm. Tâm nào cũng có, cũng có cái nhóm tâm biến thành này hết. Cái loại biến thành thứ hai đó là bất thiện biến thành, tức là hễ mà là tâm bất thiện á, thì luôn luôn có cái nhóm, cái nhóm si phần. Không có một cái tâm bất thiện nào không có nhóm si phần hết, bởi vì ở đây là biến thành. Và cái thứ ba là tịnh hảo biến thành. Đã là tịnh hảo, hảo á, cái lỗi đã là biến thành rồi đó, thì nó sẽ có mặt ở trong tất cả. Mà tất cả ở đây nó giới hạn trong, trong tịnh hảo. Như vậy cái tâm nào là cái tâm tịnh hảo đó, thì cái tâm đó luôn luôn có 19 cái sở hữu biến thành này. Vậy thì sau khi mà chúng ta phân nhóm rồi, thì cái bước thứ hai đó là chúng ta tìm cái nhóm biến thành, là chúng ta xác định chắc chắn rằng cái tâm đó, đó sẽ có mặt những cái sở hữu đó một cách chắc chắn, còn những cái sở hữu còn lại đó thì chúng ta tính khác. Nhưng mà đã cái tâm đó rồi thì luôn luôn nó có những cái nhóm đó. Chúng ta cũng ví dụ lấy cái tâm tham đầu tiên, cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì khi mà chúng ta có cái tâm tham đầu tiên đó, thì chúng ta cũng theo cái nhóm là tâm tham nó sẽ đi trước hết, đó là nó đi với hai cái nhóm, là cái nhóm tự tha và bất thiện. Rồi chúng ta trừ hẳn cái nhóm tịnh hảo này, bởi vì tâm tham đã là cái tâm bất thiện rồi. Sau khi mà chúng ta phân vùng hai cái nhóm đầu tiên, thì cái bước thứ hai của chúng ta đó, thì chúng ta tìm xem cái biến thành. Như vậy là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, chúng ta biết nói gọn lại là tham nha. Chúng ta nói gọn là cái tâm tham. Thì cái tâm tham đầu tiên này nè, thì chúng ta biết chắc chắn rằng là cái tâm tham đó nó sẽ có đầu tiên là bảy sở hữu biến thành. Bởi vì cái biến thành này là tâm biến thành, thể mà cái tâm nào cũng có bảy sở hữu, cũng có bảy sở hữu này hết. Rồi cái thứ hai, chúng ta xác định chắc chắn rằng nó sẽ có cái sân phần, tức là si vô tà vô ý phóng dật, là bởi vì đây là bất thiện biến thành. Như vậy là nó có cái sân phần. Như vậy thì chúng ta đã xác định được rằng là khi mà nói đến một cái tâm tham hay bất kỳ một cái tâm bất thiện nào, thì sẽ luôn luôn có hai cái nhóm biến thành, tức là tâm biến hành và tâm biến hành và bất thiện biến hành. Rồi khi đó, đó là các phần còn lại như là cái tham phần, cái sân phần, hôn phần và hoài nghi đó, thì chúng ta sẽ đi bước kế tiếp. Đó là chúng ta có cái, chúng ta sau khi mà chúng ta đã có, chúng ta đã xác định được cái chắc chắn rồi, cái
trong các chắc này chúng ta tìm biến hành thì gồm có ba loại, tức là sở hữu biến hành, hành, rồi hai là bất thiện biến hành, rồi thứ ba là tịnh hảo biến hành. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái bước thứ ba. Cái bước thứ ba này là cái bước chúng ta loại trừ ra. Sau khi mà chúng ta xác định được cái tâm tham nó chắc chắn là có 7 sở hữu biến hành và sân phần, tức là si vô tàm vô úy vốn vật. Như vậy thì chúng ta còn lại cái nhóm nào? Chúng ta còn lại là các cái nhóm còn lại là biệt cảnh, tham phần, sân phần, hôn phần và hoài nghi. Thì trong cái phần loại trừ này á, thì thứ nhất á, là chúng ta xem á, là cái tính đối lập. Cái phần loại trừ này á, chúng ta coi cái tính đối lập. Cái tính đối lập ở đây là gì? Tức là những cái đặc tính của những cái sở hữu này nó trái ngược hẳn nhau, và do đó nó không có thể đi chung, không có thể cùng có mặt. Đó là thí dụ như là nói về thọ. Chúng ta thấy như thọ. Khi nào mà có xả thì nó không có hỷ. Và khi nào mà có hỷ thì nó cũng không có thể ưu. Bởi vì cái cảm thọ, những cái cảm thọ này nó khác biệt với nhau. Rồi cái thứ hai đó là cái đối lập khác đó, tức là về cái đặc tính đối lập, chẳng hạn giống như là hễ tham á thì sẽ không có sân, bởi vì tham và sân á, thì không có đi cùng nhau. Rồi rồi khi nào mà có cái tâm mà nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự á, thì khi đó nó là sẽ không có cái sự quyết đoán. Bởi vì đây là hai cái đặc tính trái ngược với nhau. Thì do đó chúng ta là hễ nghi á, thì nó phải trái ngược với thắng giải. Rồi khi nào mà cái tâm song sáo năng động á, thì cái tâm năng động á, tức là cái tâm năng động á, đây chúng ta tâm năng động chính là cái tâm vô trợ, thì nó cũng trái ngược hẳn với cái tâm là thụ động. Để khi nào mà năng động thì khi đó không có thụ động, khi nào thụ động thì không có năng động. Và cái tâm thụ động này chính là những cái tâm là hai cái sở hữu hôn phần. Rồi chúng ta tính là xét về những cái phương diện như là cảnh. Hồi nãy chúng ta nhớ là giữa tâm và sở hữu ấy, thì luôn luôn nó phải đồng cảnh với nhau. Do đó hai cái sở hữu nào mà nó khác cảnh với nhau á, thì nó cũng không có thể cùng có mặt chung. Thí dụ giống như là chúng ta lấy ví dụ là cái tâm siêu thế. Cảnh của tâm siêu thế nó là Niết Bàn. Khi mà cái cảnh của tâm siêu thế và Niết Bàn đó, cho nên cái sở hữu nào mà không có thể bắt được cái cảnh Niết Bàn đó, thì sở hữu đó phải là trừ ra.
Ví dụ như là chúng ta có hai cái vô lượng phần là bi và tùy hỷ. Bi là lấy cái cảnh hay là đối tượng của chúng sinh đang khổ, và hỷ là lấy đối tượng là chúng sinh đang vui. Và cả bi và tùy hỷ đều lấy đối tượng và chúng sanh, và chúng sanh nó chính là cái cảnh chế định. Trong khi đó tâm siêu thế đó là cái tâm lấy niết bàn. Niết bàn là cái cảnh chân đế. Do đó cái tâm bắt cảnh chân đế, mà những cái sở hữu nào chỉ có thể bắt cái cảnh chế định đó, thì những cái sở hữu đó thì chúng ta phải trừ ra. Như vậy thì khi mà chúng ta xét về cái những cái sở hữu nào có thể cùng có mặt với tâm, thì cái bước thứ ba này đó thì chúng ta loại trừ theo nhiều cái khía cạnh. Tất nhiên là khi mà một người mới học lần đầu đó, thì đôi khi chúng ta có thể quên. Nhưng mà dần dà đó, bằng các cái lý pháp mà chúng ta học thêm đó, thì chúng ta sẽ dễ nhớ. Vậy thì chúng ta sẽ theo những cái nguyên tắc này. Và chúng ta trở lại là chúng ta lấy ví dụ giống như là cái tâm thứ năm này đi. Cái tâm thứ năm này, trong tâm tham năm này, tâm tham thọ xả hợp tà vô cỡ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô cỡ. Đầu tiên thì chúng ta biết rằng là tâm tham thuộc về nhóm bất thiện, và do đó nhóm bất thiện nó sẽ có hai cái nhóm biến hành, thì khi đó nó sẽ có bảy biến hành. Và cái nhóm biến hành thứ hai tức là sân phần. Như vậy sau khi mà chúng ta đã xác định rằng tâm tham thuộc nhóm bất thiện, và nhóm bất thiện nó chỉ có thể có mặt cùng với cái nhóm sở hữu bất thiện và nhóm sở hữu tự tha. Trong cái nhóm sở hữu bất thiện và sở hữu tự tha đó thì chúng ta lấy ra hai cái nhóm biến thành của hai nhóm này. Trước nhất là cái biến thành của tất cả các tâm, bảy cái sở hữu đầu trong 13 sở hữu tự tha. Thứ hai là chúng ta lấy cái biến thành của tâm bất thiện. Thì chúng ta đã xác định chắc chắn rằng là cái trong cái tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ đó, thì chúng ta đã có được bảy sở hữu biến hành và sân phần, đó là cái phần chắc chắn. Cái phần thứ hai là chúng ta loại trừ. Trước hết đó là tâm tham thọ xả, cho nên xả những cái nào, những cái sở hữu hỷ thì chúng ta phải bỏ. Như vậy cái bước thứ ba này á, bước thứ ba này bắt đầu chúng ta trừ là nói về thọ đó là hỷ chúng ta phải bỏ, bởi vì đây là tâm tham thọ xả nên hỷ là chúng ta bỏ. Rồi cái thứ hai chúng ta trừ ra đó là chúng ta trừ tiếp là cái sân, bởi vì tham và sân đối lập với nhau, cho nên khi nào có tham á, thì khi đó không có sân, mà khi nào sân á, thì không có tham. Do đó là chúng ta trừ tiếp bốn cái sân. Chúng ta trừ cái sân phần. Rồi chúng ta xét đến cái vô lượng, cái hôn phần. Hôn phần có hai sở hữu là hôn trầm thị miên, và đây là những cái tâm thụ động. Còn trong khi đó cái tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ là cái tâm năng động song sáu, cho nên là hai cái sở hữu thuộc thụ động này đó là không thể có mặt được. Do vậy là chúng ta tiếp tục chúng ta trừ thêm là hôn phần. Rồi cái si hoài nghi á, là cái đối tượng của si hoài nghi á, nó khác với cái đối tượng mà mình ưa thích, mình ngờ vực cái chuyện gì đó
nó khác với cái đối tượng mà mình thích cái chuyện gì. Do vì cái cảnh khác nhau cho nên chúng ta tiếp tục quá là chúng ta trừ thêm một phần nữa là si, là hoài nghi. Như vậy sau khi mà chúng ta trừ lại, chúng ta xét lại còn còn cái sở hữu nào nó thuộc về những cái đặc tính đối lập nữa hay không, hay là nó không có đồng cảnh với tâm tham hay không, khi đó chúng ta sẽ thấy rằng nó đã không còn cái sở hữu nào mà nằm ở trong cái nhóm mà chúng ta loại trừ nữa, thì những cái phần còn lại đó thì chúng ta kể. Như vậy thì khi mà chúng ta đã trừ sở hữu hỷ, chúng ta đã trừ sân phần, trừ cái hôn phần, trừ cái hoài nghi, thì chúng ta còn lại cái tham phần. Trong tham phần này á, thì gồm có tham tà kiến ngã mạn, và cái sở hữu tham á, nó cũng là một cái loại biến thành, nhưng mà đây là tham biến thành, bởi vì chính nó cho nên cái tâm đó mới được gọi là tâm tham. Cho nên bất luận cái tâm tham nào trong tám tâm tham thì luôn luôn có sở hữu tham. Do đó cái sở hữu tham thì chúng ta lấy đúng. Cái thứ hai là cái tà kiến. Tâm tham hợp tà thì đương nhiên là phải có tà kiến, bởi vì không có tà kiến thì không còn gọi là hợp tà, cho nên chúng ta lấy cái tà kiến. Rồi cái thứ ba là cái ngã mạn. Cái ngã mạn này tuy rằng là cũng hôn phần, xin lỗi, tuy rằng là cũng thuộc về tham phần, nhưng mà cái đối tượng, cái cảnh của ngã mạn nó khác với tà kiến. Bởi vì tà kiến đó là chấp chặt một cái quan điểm sai lầm. Còn cái ngã mạn là cái sự so đo, tự cao, tự đại, tự ti, vân vân. Hai cái đối tượng này nó khác nhau, cho nên là hễ mà có tà kiến thì sẽ không có ngã mạn, và khi có ngã mạn thì không có tà kiến, bởi vì hai cái sở hữu này nó không có cùng với cảnh. Và do vì trong cái tâm tham hợp tà đã là hợp tà thì chúng ta bắt buộc phải lấy tà kiến, mà đã lấy tà kiến rồi thì tất nhiên là chúng ta trừ tiếp là cái mạn. Như vậy thì ở trong cái nhóm bất thiện á, trong cái nhóm bất thiện này á, thì khi mà chúng ta trừ, chúng ta đã có cái phần trừ này rồi đó, thì cái phần còn lại đó, thì trong tham phần á, thì chúng ta có cái là, trong cái tham phần này đó, thì chúng ta có là cái tham và tà kiến. Sân phần thì bỏ hết, hôn phần bỏ hết, hoài nghi bỏ hết. Như vậy thì trong cái sở hữu bất thiện á, thì nó chỉ còn có là bất thiện biến thành, tức là si vô tàm vô quý phóng dật, và hai sở hữu nữa đó chính là sở hữu tham và tà kiến. Và ở trong cái sáu cái biệt cảnh trên đó, thì chúng ta thấy tầm tứ thắng giải cần thì chỉ có hỷ đó là một cái đặc tính đối lập với xả thôi, thì còn lại đó thì đều được kể hết. Vậy thì trong tâm tham còn lại đó là gồm có bảy sở hữu biến thành cộng với sáu cái biệt cảnh trừ hỷ, bốn cái si phần thuộc về bất thiện biến thành phải có. Trong tham phần tất nhiên có sở hữu tham, và hợp tà tất nhiên là có tà kiến, và đã có tà kiến thì phải trừ ngã mạn. Và do vì tham đối lập với sân cho nên bỏ sân, do vì là vô trợ cho nên phải bỏ những cái tâm thụ động là hôn phần thị miên, do vì đây là cái tâm tham kháng khích với cảnh nó phải bỏ cái hoài nghi, tức là cái ngờ vực thân vân trước cảnh. Vậy thì đã như vậy thì chúng ta đã có cái, chúng ta đã tìm xem được là trong cái tâm tham như vậy đó là có bao nhiêu cái sở hữu cùng có mặt. Thì theo cái cách học của tôi đó thì tôi sẽ chọn học cái học ba bước như thế này để tính về cái sở hữu tâm. Thì tương tự như vậy, tôi làm một mẫu cái chúng ta thử tính một cái tâm khác thuộc về cái nhóm tình hảo. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy cái tâm đầu tiên của cái nhóm tịnh hảo là cái tâm đại thiện,
đại thiện hợp trí, đại thiện hợp trí vô trợ. Thì chúng ta theo cái bước đầu tiên, cái tâm đại thiện nó thuộc về cái nhóm tịnh hảo, do vậy mà cái tâm đại thiện đó nó chỉ được, nó chỉ có thể nằm ở trong hai cái nhóm tâm sở hữu thôi, tức là sở nhóm tự tha và nhóm tịnh hảo. Chúng ta bỏ hẳn cái sở hữu bất thiện, chúng ta không có bận tâm đến cái nhóm sở hữu đó. Như vậy thì ở trong cái nhóm bất thiện này đó, thì chúng ta cũng theo cái cách thứ hai là chúng ta tìm những cái phần nào mà chúng ta biết rằng là chắc chắn đã là cái tâm tịnh hảo thì luôn luôn phải có. Như vậy thì chúng ta cũng có hai cái nhóm biến hành, thứ nhất là tâm biến hành, tâm biến hành, và thứ hai là tịnh hảo biến hành. Thì vậy thì cái tâm đầu tiên đó, thì chúng ta đã có hai cái nhóm này rồi, thì phần còn lại đó là chúng ta tính những cái sở hữu nào mà chúng ta có thể chúng ta bỏ, chúng ta loại ra. Thì ở đây cái tâm đầu tiên đó là cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Đại thiện á, thì tất nhiên là phải có 7 biến hành và 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Rồi cái thứ hai là thọ hỷ, cho nên ở trong 13 tự tha thì chúng ta phải kể có cái sở hữu hỷ. Hợp trí á, thì chúng ta phải kể cái sở hữu trí tuệ. Rồi vô trợ, ở đây các vị lưu ý cái chữ vô trợ ở trong các cái tâm tịnh hảo. Ở cái tâm bất thiện á, thì đôi khi chúng ta nhìn vào cái tâm hữu trợ và vô trợ á, thì chúng ta thấy rằng là hễ khi nào mà có hôn phần thì chúng ta biết chắc chắn rằng là khi đó là hữu trợ, mặc dù không phải tâm hữu trợ nào cũng có hôn phần, nhưng khi tâm có hôn phần thì luôn luôn là hữu trợ. Nhưng mà do vì sở hữu hôn phần thuộc về bất thiện, cho nên sở hữu hôn phần hoàn toàn không có mặt ở trong cái tâm tịnh hảo. Cho nên đối với cái tâm tịnh hảo, dù là vô trợ hay hữu trợ đó, thì cũng không thể có hôn phần. Rồi cái tâm đại thiện hợp thọ hỷ thì lấy hỷ, hợp trí thì lấy trí, vô trợ đó thì nó cũng giống như hữu trợ. Thì như vậy đó, thì chúng ta xét rằng là cái tâm đại thiện này á, một người khởi lên cái tâm đại thiện, người đó hoàn toàn có thể giữ giới, ngăn trừ thân nghiệp khẩu nghiệp, thì hoàn toàn có thể có cái giới phần chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng. Một người có cái tâm đại thiện thì người này hoàn toàn có thể tu tập tứ vô lượng tâm, trong đó có bi và tùy hỷ. Vì là cái tâm đại thiện hợp trí á, cho nên phải có trí. Thì chúng ta thấy rằng là về cái lý do mà để chúng ta loại trừ ra đó, thì toàn bộ những cái sở hữu tịnh hảo này đó, thì chúng ta không có loại trừ cái nhóm nào hết. Rồi còn cái nhóm biệt cảnh đó, thì tương đối là đôi khi chúng ta suy nghĩ nó hơi khó, là do vì đặc tính của nó là tính chung chung, thành ra chúng ta cái phần lớn á, là cái sở hữu biệt cảnh nó là một phần của sở hữu biệt cảnh chính là sở hữu tự tha. Và do đó nó có nhiều cái đặc tính giống như là 7 biến thành, là hầu như là nó có mặt ở rất là nhiều tâm, trừ những cái trường hợp đặc biệt. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là tầm tứ thắng giải, cần hỷ dục, tất cả những cái sở hữu này đều có thể có mặt ở trong cái tâm thiện, thọ hỷ hợp trí vô trợ hết. Như vậy thì khi mà chúng ta xét thấy cái phần này rồi đó, thì chúng ta cứ nghĩ chúng ta có từ này, chúng ta sau khi mà chúng ta cộng rồi chúng ta loại trừ vân vân, thì chúng ta có tất cả là cái gì, cái tâm đại thiện này đó, thì nó tất cả là nó có đủ là 13 tự tha có đủ. Trời, cộng với tất cả những cái 25 sở hữu tịnh hảo, 25 đủ. Thì nếu mà chúng ta tính cái chúng ta thử chúng ta lấy cái tâm thứ sáu, cái tâm thiện sáu,
cái tâm thiện xảo này. Cái tâm thiện xảo này thì chúng ta thấy rằng là khi mà nói là cái tâm đại thiện thọ xả, thì khi xả thì chúng ta đương nhiên chúng ta phải trừ hỷ. Rồi hợp ký thì có ký, chúng ta không có trừ. Rồi hữu hữu vô trợ, chúng ta lấy ví dụ là cái tâm thứ bảy đi. Cái tâm thứ bảy là hữu, là xin lỗi, tâm này tâm vô hữu trợ. Thì cái tâm hữu trợ này ở trong cái tâm đại thiện thì nó không không có khác gì với cái tâm vô trợ, không giống như là ở trong cái sở hữu bất thiện. Sở hữu bất thiện thì cái tâm vô trợ là phải trừ hôn phần, nhưng mà do vì ở trong cái sở hữu tình hảo không có những cái sở hữu nào mà thụ động đuôi sục, cho nên là ở trong tình hảo nó không có những cái sở hữu mà chúng ta phải loại trừ ở cái hữu trợ. Cho nên đối với cái tâm đại thiện thì các cái tâm tình hảo nói chung thì cái vô trợ và cái hữu trợ đó chỉ là do cái sở hữu tư mạnh hay yếu thôi. Thì như vậy đó, thì cái tâm đại thiện thọ xả đó, mà hợp trí mà hữu trợ đó, thì khi mà nói thọ xả đó thì chúng ta chỉ trừ đó một cái duy nhất so với cái tâm thọ hỷ, nó chính là chỉ là trừ cái sở hữu hỷ ra thôi, còn lại thì giống. Rồi khi mà nếu mà nói rằng cái tâm đại thiện, cái tâm đại thiện họ xả mà ly trí á, thì khi đó chúng ta trừ cái trí tuệ. Như vậy thì đối với cái dòng tâm đại thiện này đó thì chúng ta cũng dễ tính lắm, bởi vì do vì đã là cái tâm đại thiện thì làm có thể làm được tất cả các cái việc thiện, từ cái việc giữ giới cho đến cái việc tu tứ vô lượng tâm vân vân. Cho nên là chúng ta không có phải trừ phải có nhiều cái phần giống như là ở trong cái tâm bất thiện, mà chúng ta chỉ có suy nghĩ đến một vài cái khía cạnh, chẳng hạn giống như là có trí hay là không có trí. Như vậy thì ở trong cái tâm tịnh hảo này đó, thì thật ra ở trong cái tịnh hảo đó, các vị thấy rằng là riêng cái phần mà tịnh hảo, cái phần sở hữu tịnh hảo đó thì chỉ có cái phần bất định này, chỉ có sáu cái sở hữu này thôi. Chúng ta phải tìm xem cái sáu sở hữu này có thể có mặt hay không. Thì từ cái tâm đại thiện đó, nó cho ra cái tâm đại quả. Và cái tâm đại quả đó, bởi vì nó là quả của cái tâm đại thiện, chứ nó không có là cái tâm mà chúng ta chủ động để chúng ta tạo tác, mà nó là quả của sự tạo tác, nó là quả của nghiệp. Do vì nó không có chủ động tạo ra các cái thiện nghiệp như là giữ giới, như là tu thiền, mà nó chỉ là cái quả thôi. Cho nên khi mà xét về cái tâm đại quả đó, thì chúng ta phải xét đến là chúng ta phải trừ thêm những cái giới phần và vô lượng phần. Bởi vì đây là những cái thiện sự, những cái công đức, mà cái tâm đại quả là cái tâm mà không có thể làm các thiện sự. Ví dụ giống như là một người tục sinh bằng cái tâm đại quả, thì những cái tâm đại quả nó làm những cái việc giống như tục sinh hậu kiếp và tử, rồi nó làm cái việc na cảnh thôi. Thì những cái tâm, chứ nó không có thể làm cái việc độc lực. Cho nên những cái tâm mà tạo ra được cái quả đó, thì những cái tâm đó mới có thể làm các cái thiện sự. Chính vì điều đó nó ở trong cái tâm đại quả này đó, thì chúng ta phải trừ cái giới phần vô lượng phần. Và nếu cái quả nào mà của cái tâm đại thiện hợp trí, cái tâm đại quả hợp trí, thì chúng ta cộng thêm trí. Còn nếu mà cái quả nào mà của cái tâm ly trí đó, thì chúng ta trừ ra. Thì như vậy là ở trong cái phần tịnh hảo này đó, thì về cái phương diện mà cái tâm cái dòng thứ hai á, là cái tâm cái dòng tâm đại quả đó, thì chúng ta cũng dễ nhớ, chỉ có cái này, chỉ có đây là cái dòng tâm đại tốt. Chúng ta nhớ là chúng ta có, khi mà chúng ta tính tâm mà sở hữu, chúng ta có ba bước. Cái bước đầu tiên chúng ta phân nhóm, cái bước thứ hai đó, thì chúng ta tìm cái biến hành, tức là cái nào mà nó chắc chắn có, và bước thứ ba thì chúng ta loại trừ. Và khi cái bước thứ ba này đó, thì các vị nên nhớ là chúng ta cố gắng là chúng ta nhớ nhiều cái lý pháp chừng nào đó, thì khi đó nó là chúng ta
sẽ nhớ, sẽ dễ tính hơn. Và những vị nào mà nếu mà chúng ta mới học quá thì buổi đầu mình thấy nó khó, nhưng mà dần dà thì nhờ những cái lý đó là mình sẽ nhớ, mình không có quên. Trước hết nó là ba cái giới phần. Các vị nào mà đọc cái những cái sách của ngài Tịnh Sự, nhất là những cái bản xưa đó, thì các vị sẽ thấy rằng là ngài còn dịch là ba cái ngăn trừ phần. Mà cái chữ ngăn trừ phần này nó hay lắm nè. Bởi vì ở trong cái giới phần á, nó có hai cái chức năng. Cái chức năng đầu tiên á là nó ngăn ngừa những cái ác nghiệp. Và cái chức năng thứ hai đó là nó là sát trừ phiền não. Cho nên ngài Tịnh Sự ngài dịch là ngăn trừ phần, ngăn và trừ. Chúng ta nên hiểu riêng như vậy, ngăn và trừ. Và cái trở lại cái tâm đại tố á, cái tâm đại tố vốn là tâm của vị A-la-hán. Và do vì cái tâm của vị A-la-hán là một cái tâm vô nhiễm, bởi vì các ngài không còn phiền não nữa, cho nên đối với vị A-la-hán thì các ngài nó không cần phải có cái khởi lên cái quyết tâm là tránh làm các cái việc ác vân vân. Bởi vì chúng ta ví dụ giống như là mình do vì mình thèm món ăn này, thèm món ăn kia, thì mình mới nói là mình kiêng. Kiêng tức là ở đây cái món ăn là mình vừa khẩu vị của mình thích, mà mình muốn, mình do vì bệnh mình không dám ăn cho nên phải kiêng. Thì đối với phàm phu của chúng ta cũng vậy, do vì phiền não chúng ta còn, nhưng mà do vì một số cái điều bất thiện thì chúng ta vẫn còn thích, chúng ta vẫn còn ưa. Nhưng mà do vì mình hiểu rằng mình làm những cái việc đó mình tạo cái ác nghiệp, cho nên là chúng ta kiêng tránh. Nhưng là một người giữ giới sát sanh thì thật ra đôi khi chúng ta vẫn còn thích cái việc sát sanh, nhưng mà mình sợ rằng là sát sanh thì mang ác nghiệp, cho nên phải kiêng. Giống như một người mà thèm cái món ăn nào đó, giống như là chúng ta thèm những cái món chè hay những cái món đồ ngọt, nhưng mà do vì mình bị bệnh đường huyết cho nên phải kiêng vậy. Nhưng mà đối với vị A-la-hán thì do vì các ngài như là một người không có thích cái đó, cho nên các ngài không cần phải kiêng tránh. Chính vì điều đó đó mà ở trong cái tâm đại tố, tâm của vị A-la-hán đó, thì cái tâm này đó, về công việc làm đó, nó giống như là cái tâm đại thiện. Nhưng mà nó khác nhau là do vì cái tâm đại thiện nó còn chủng tử của phiền não, cho nên nó còn cho cái quả luân hồi, cái quả tái sinh. Còn cái tâm đại tố đó thì về cái đặc tính đó, thì nó cũng giống như cái tâm đại thiện, tức là nhìn cái hình thức bề ngoài đó thì các ngài cũng như là một người có giới, cũng như là một người có từ tâm vân vân, cũng như là một người có làm các cái công đức. Tuy vậy những cái việc làm đó nó không có quả, bởi vì đây là cái tâm của vị A-la-hán. Do đó là đối với vị A-la-hán đó thì cái tâm của ngài đó là chúng ta phải trừ cái giới phần về cái phương diện ngăn ngừa các cái ác nghiệp, thì chúng ta phải trừ giới phần ra. Và cái đối với vô lượng phần đó thì vị A-la-hán vẫn còn cái lòng từ bi đối với chúng sinh, ngài vẫn còn tứ vô lượng tâm đối với chúng sinh, cho nên là vô lượng phần thì có. Do vậy mà khi mà chúng ta học về cái tâm tịnh hảo dục giới này thì các vị lưu ý về ba cái dòng này khác nhau. Dòng trên đó là cái dòng tâm thiện, dòng giữa là dòng quả, và dòng thứ ba là dòng tốt. 1, 2, 3. Thì khi mà chúng ta tính về các cái sở hữu hợp đó, thì ở đây nãy giờ tôi nói biết nó có dài dòng quá hay không, tôi đang cố gắng là làm sao nói thật gọn để cho các vị dễ nhớ. Nhưng mà do vì ở đây đó, nó có những cái lý pháp, mà nếu mà chúng ta nắm được cái lý pháp đó, đó thì chúng ta sẽ tính được cái sự có mặt của sở hữu ở trong cái tâm nào. Thì trước hết đó là chúng ta chỉ khó khăn ở hai dòng thôi, tức là chúng ta khó khăn ở cái giới phần và cái vô lượng phần.
Bởi vì cái trí tuệ thì chúng ta dễ tính lắm, khi mà cái tâm nào mà nó hợp trí thì có trí, còn cái tâm nào mà không có hợp trí thì chúng ta trừ trí ra. Rồi đối với cái sở hữu tự tha đó, thì cái tâm nào mà có xả thì chúng ta trừ hỷ, chỉ vậy. Nhưng mà đối với cái giới phần và vô lượng phần á, thì buộc là chúng ta phải suy luận bằng lý pháp. Tức là chúng ta biết, chúng ta cứ nghĩ như thế này, là một người có cái tâm thiện thì người này hoàn toàn, dù đó là cái tâm thiện nào, thọ hỷ hay thọ xả, có trí hay ly trí, thì với một người có cái thiện tâm thì người đó đều có thể làm tất cả các cái thiện sự, từ cái việc giữ giới cho đến các cái việc như là tứ vô lượng tâm. Do đó cái việc mà một người mà trong tâm thiện đó thì hoàn toàn không có lý do nào mà để chúng ta trừ các cái giới phần và vô lượng phần. Riêng về cái tâm quả đó, tâm này chỉ là cái tâm quả của tâm thiện thôi, chứ không phải là cái tâm chủ động tạo tác. Do đó cái tâm này không thể làm các cái công đức, chẳng hạn giống như một người tục sinh bằng cái tâm đại quả, trong cái tâm đại quả nào thì nếu mà người đó mà trong cái lúc mà hôn phần như là ngủ vân vân thì người cũng không có thể làm cái công đức, mà chỉ khi đó cái tâm đại quả nó mới có mặt. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta trừ cái đại quả, cái tâm đại quả đó, mà trừ cái giới phần và vô lượng phần đó là hoàn toàn là hợp lý. Rồi nói với cái tâm đại tố thì tôi nói với các vị, do vì một người mà Đức Phật này gọi là giống như là một cái bàn tay không còn thương tích, cho nên người này có thể không phải là phải tránh né đâu, là cái, phải không còn phải sợ cầm cái thuốc độc nữa, thì cũng như là một vị A-la-hán, do vì cái phiền não của này không còn, cho nên là phải kiêng cái này tránh cái kia, sợ phiền não sanh khởi đó, thì bởi vì các ngày không còn thì lấy đâu mà sanh. Chúng ta sợ gì mà chúng ta chịu giới đó, là chúng ta đơn giản là mình sợ cái phiền não nó khởi lên, rồi chúng ta cái sợ phiền não đó mà ở cái mức cao độ đó thì nó sẽ thực hiện qua cái thân khẩu và thân khẩu ý để tạo ra cái ác nghiệp. Nhưng mà đối với có vị A-la-hán thì phiền não nó không còn thì lấy gì đâu mà nó sanh lên và nó tạo được ác nghiệp. Cho nên là đối với vị A-la-hán thì phải trừ cái giới phần về phương diện ngăn ngừa các cái ác nghiệp, về phương diện ngăn ngừa các ác nghiệp đó. Rồi cái vai trò, cái nhiệm vụ, cái chức năng thứ hai của giới phần đó là sát trừ cái phiền não. Thì sát trừ phiền não đó thì cái khả năng này chỉ có thể ở trong cái tâm siêu thế thôi, chứ còn cái tâm dục giới đó thì hoàn toàn không có khả năng để sát trừ phiền não. Do vậy đó thì trong giới phần đó, thì cái giới phần có mặt ở trong tâm dục giới đó chỉ có mặt với cái vai trò là ngăn ngừa các cái phiền não, ngăn ngừa các ác nghiệp. Còn cái vai trò thứ hai là sát trừ phiền não đó thì giới phần không có thể làm ở trong cái tâm hiệp thế được, mà chỉ có cái tâm siêu thế mới là sát trừ phiền não. Thì đó là những cái lý mà để khi mà chúng ta học về sở hữu tâm. Thì bây giờ tôi tạm thời dừng lại, chúng ta để cho các vị Phật tử tôi kiểm tra lại các vị. Thì bây giờ trước hết là nhờ các vị host như là cô Ngọc Trân hay là cô Phước Duyên xem các vị học viên nào chúng ta có thể tính được các cái trong tâm có bao nhiêu sở hữu tâm. Và ở đây chúng ta chỉ tính ở trong khu biệt, ở trong cái 12 cái tâm bất thiện và tâm tịnh hảo dục giới thôi. Đó là hai phần mà tôi vừa trình bày. Còn cái phần vô nhân và các cái phần đáo đại và siêu thế đó thì nó còn nhiều cái lý để mà chúng ta tìm hiểu thêm. Thì ở đây thì chúng tôi muốn là xem các vị có thể ở đây được bao nhiêu phần trăm các vị có thể tính được. À, các vị học viên nào mà nếu mà chúng ta có thể tính được tâm có bao nhiêu sở hữu tâm đối với tâm bất thiện và cái tâm dục giới tịnh hảo thì xin các vị hoan hỷ đưa tay lên và các vị host giúp sư mời các vị đỡ giùm. Và khi mà các vị trả lời câu hỏi đó thì
các vị có thể mở cái webcam để chúng tôi dễ nhìn hơn. Ở đây có vị nào, có vị nào làm được không ạ? Ở đây các vị còn nghe không? Dạ nghe, nghe rất rõ. Nghe hết mà không có ai đưa tay hết rồi nè. Dạ sư mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ cô Diệu Bảo tính giúp sư là tính giúp sư là cái tâm sân mà vô trợ có bao nhiêu, cái tâm sân vô trợ có bao nhiêu sở hữu hợp. Em mời cô Bảo mở mic ạ. Dạ dạ thưa bạch sư, con xin trả lời. Dạ tâm sân thứ nhất là tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ thì phối hợp được với là về phần sở hữu biến hành á thì dạ. Có hai phần. Dạ thứ nhất là mình thọ bảy sở hữu biến hành. Dạ. Rồi vì là tâm sân nên nó có là mình cộng thêm một tâm sân. Mình sân thì nó đối trị với lại tham. Nên trước hết tham cô lấy hết cái biến hành. Dạ. Trước hết là lấy hết cái biến hành là dạ. Nó có bảy sở hữu biến hành chung và dạ. Bốn sở hữu biệt cảnh. Bốn sở hữu biến hành bất thiện, đó là mình lấy hết cái biến hành. Dạ. Còn phần lại thì mình cứ trừ ra. Dạ. Thưa có 7 sở hữu biến hành là và 4 sở hữu bất thiện biến hành. Dạ. Dạ. Đây dạ, dạ thì dạ, 7 sở hữu thì phối hợp với được bảy sở hữu cái thứ ba dạ. Chúng ta loại trừ ra. Dạ vì là tâm sân thọ ưu cho nên chúng ta về cặp phương diện cảm thọ thì chúng ta trừ cái gì? Dạ dạ trừ ra dạ chỉ ưu đối với tự tha thì chúng ta trừ cái gì nếu về phương diện cảm thọ? Dạ ưu dạ không dạ trừ hỷ ra. Dạ đúng rồi, chỉ còn có tầm tứ thắng giải với lại cần dục thôi, thành ra mình có thêm 6 sở hữu biệt cảnh nữa. Dạ, dạ. Rồi rồi sân thì sân. Tham với sân, tham thì đối trị với sân nên loại trừ tham ra, ba tâm tham ra. Dạ rồi, si thì mình còn có sân thì nó có si ở trong đó thì mình cộng thêm 4 tâm sở hữu si. Si vô tàm vô quý điều cự. Dạ. Trong đây vô trợ nên không có mặt hôn trầm tự biên. Dạ. Dạ và cũng không có hoài nghi. Dạ rồi đúng rồi. Dạ. Dạ xin hết. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Còn vị học viên nào chúng ta có thể tính được cái tâm bất thiện và mà có tâm tịnh hảo không hả? Sư mời cô Phước Duyên à, hôm trước cô có hỏi sư về cái cách sở tính cái sở hữu hợp. Dạ, sư, cô Phước Duyên tính giúp sư dùm cái tâm cái tâm đại tố thọ xả vô trợ, tâm đại tố thọ xả hợp trí vô trợ, tâm đại tố thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thứ năm. Dạ đúng rồi, tâm thứ năm.
tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ thì đầu tiên đại tố chứ phải đại thiện. Xin muốn hỏi đại tố. Đại tố. Ừ, tức là tâm của vị A La Hán cái dòng thứ ba. Tâm của dòng thứ ba. Đúng rồi. Tâm thứ năm của dòng thứ ba Phương Diệu. Dạ, cảm ơn cô. Dạ thì đầu tiên là lấy tâm biến hành. Dạ. Thì biến hành tở tha thì lấy hết là lấy 12 tâm biến hành tở tha. Dạ. Tại vì xả nên không có hỷ. Rồi kế tâm tở tha là... chứ không phải biến hành tở tha. Tâm tở tha, sở hữu tở tha. Dạ, sở hữu tở tha. Là có 12 sở hữu tở tha. Rồi trừ trừ hỷ. Dạ đúng rồi. Tới tâm tịnh hảo biến hành thì lấy hết 19 tâm tịnh hảo biến hành. Ừ. Rồi do là tâm tố cho nên sẽ trừ giới phần. Đúng rồi. Trừ vô lượng phần. Tại sao trừ vô lượng phần? Giới phần là trừ vô lượng phần là do là Ngài là một vị A-la-hán. Đức Phật có cái lòng từ bi với chúng sinh không? Dạ có. Chư vị A-la-hán có tứ vô lượng tâm đối với chúng sinh không? Dạ có. Có thì sao trừ? Bá sao trừ? Vậy là không trừ ạ. Dạ không trừ. Dạ. Như vậy là chỉ trừ cái giới phần thôi. Và vô lượng phần thì không trừ. Trừ phần. Dạ. Dạ biết con hiểu không? Dạ hiểu. Dạ. Thì cái cách tính chúng ta thì chúng ta cũng tính dễ dàng như vậy. Không biết là chắc là tôi kêu mấy cái host bên chùa lên tả bài đó. Cô Ngọc Trân tính giúp sư là tâm dính nha, giúp sư là cái tâm đại thiện, nghe rõ nha, cái tâm đại thiện ly trí mà vô trợ, tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. Dạ con nghe. Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm đại thiện thọ xả thì là bỏ hỷ. Đúng rồi. Thọ xả thì là bỏ hỷ. Ừ. Ly trí là lúc này là bỏ tự quyền. Ừ, tức là sở hữu trí tuệ. Ừ, bỏ được hai. Vô trợ thì là bỏ hôn phần. Tất nhiên là phải bỏ rồi, đang tịnh hảo làm sao có hôn phần. Dạ. Vô hữu gì cũng bỏ hết. Dạ. Dạ. Vậy thì sẽ còn 12 sở hữu tự tha. Với lại 12 sở hữu tự tha tịnh hảo sẽ còn tự quyền. Rồi như là sẽ là còn lại là 24 thôi sư. Còn 4 trừ trí tuệ, trừ sở hữu tự quyền. Đây là còn 24. 24 với 13. 24 với 13. Với 24 12. Dạ, là 36. À đúng rồi, 36 sở 36 sở hữu hợp. Đó thì các vị cứ tính từ từ như vậy thì sẽ ra thì tôi có thấy một người vô tay đó là cô này Thanh, không biết là Phật tử nam nữ. Xin mời cô, xin mời Thanh. Dạ con tên Thanh, con xin đến lễ sư cả ạ. Dạ cái bài này thì con, nhưng mà nãy giờ con nghe sư cả nói rồi, con cũng muốn thử có gì sư cả từ bi chỉ dạy sửa giùm con ạ. Rồi vậy con tính giùm sư là cái tâm tham thọ hỷ ly cái ly tà, tâm tham thọ hỷ ly tà mà vô trợ.
nghe nghe lại: tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Dạ, tâm tham thọ hỷ là câu số mấy ta? Thọ hỷ ly tà vô trợ là cái thứ thứ ba đúng không mọi người sư cả? Dạ đúng rồi, tâm tham thứ ba. Con tính theo từng bước một coi. Dạ, dạ thưa sư cả, là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ là có 13 tâm sở hữu tự tha, 4 tâm sở hữu si phần, với 1 tâm sở hữu tham, với 1 sở hữu ngã mạn. Ngã mạn là do có cái ly tà nên cộng lại là 18 tâm, do là cái ly tà này có thể là có cũng có thể là không. Dạ đúng rồi con, chính xác không? Dạ. Dạ con cảm ơn sư cả, thầy chỉ dạy. Dạ dạ. Mấy vị host giúp sư không, mời học viên nào mà chúng ta có thể trả lời. Dạ xin mời Phật tử cùng điệp ạ. Dạ con kính đến lễ sư ạ. Dạ mất rồi. Dạ. Cô tính giúp sư là cái tâm đại quả thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ thưa sư, tâm đại quả thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ thưa sư, tâm đại quả thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ. Là tâm thứ bảy sư, tâm thứ bảy trong dạ. Cái đại quả. Dạ. Dạ. Tâm quả, tâm đại quả thọ xả. Vì là thọ xả, tâm đại quả thì mình sẽ lấy hết 12 cái sở hữu tự tha. Nhưng mà tại vì dạ. Là thọ xả thì mình sẽ trừ bớt đi hỷ. Như vậy là sở hữu tự tha mình còn 12. Dạ, đúng. Dạ. Rồi đại quả, thành ra mình lấy hết 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Dạ. Dạ. Dạ thưa sư, 19 đại quả ly trí. Đại quả ly trí vô trợ. Dạ ly trí vô trợ. Như vậy mình sẽ trừ đi một cái trí tuệ, sở hữu dạ. Trí tuệ. Dạ. Như vậy là 19 mình 12 19 là 31 cộng với một cái trí tuệ nên là 32. Dạ thưa sư ạ. Thì nói ly trí thì trừ trí tuệ ra. Dạ trừ trí tuệ, ra như vậy 19. Như vậy là cộng dạ. Thêm cái vô lượng phần hả sư? Tại vì là không có cộng, không có được tâm quả thì không có làm những cái việc đó. Tâm quả không có làm việc thiện. Vậy thì như vậy là mình chỉ có là 12 sở hữu tự tha trừ hỷ cái cộng với 19 sở hữu tịnh hảo thôi. Đúng trừ, rồi. Dạ mình trừ đúng giới rồi. Phần trừ vô lượng phần và trừ trí tuệ luôn. Như vậy là chỉ dạ còn đó. Có 12 sở hữu tự tha và 19 sở hữu tịnh hảo và thưa sư. Dạ. Vậy là 34 sở hữu ạ. Dạ. Dạ. Dạ con. Dạ con cảm ơn dạ, sư ạ. Dạ. Dạ. Xin mời Phật tử Hoa Nguyễn ạ. Dạ con kính lễ sư. Dạ cô tính giúp sư là tâm đại tố thọ xả ly trí vô trợ. Tâm đại tố thọ xả ly trí vô trợ. Vậy là tâm thứ bảy không thưa sư? Dạ. Dạ. Dạ tâm đại tố thọ xả ly trí vô trợ. Dạ. Dạ vậy là thọ xả là 13 tự tha trừ hỷ mà còn 12. Đúng. Đúng. Dạ cộng 19 tâm sở biến hành. Dạ. Là và cộng ly trí thì không có trí tuệ. Bỏ trí tuệ dạ. Ra và dạ. Bỏ trí phần vì là dạ. Các ngài không có phiền não nên không có ngăn trừ phần giới phần. Dạ đó. Và hai tâm hai sở hữu vô lượng phần. Dạ thưa sư. Vô lượng phần. Dạ. Dạ. 19, 20, 22
22 dưới lại 12 nữa là 34. Dạ thưa sư, 34 tam. Dạ dạ, cảm ơn con. Dạ. Dạ. Xin mời Phật tử Lê Quốc Vũ ạ. Dạ, con định lễ sư ạ. Dạ, chúng về tính giúp sư là cái tâm sân mà cái tâm sân hữu trợ. Dạ. Tâm sân hữu trợ là thọ u hợp phẩm hữu trợ. Dạ đúng. Dạ là sẽ bỏ hỷ nên sẽ dạ, có là 12 tọa tha. Dạ. Bốn si phần. Dạ đúng. Dạ. Thọ u hợp phẩm sẽ là có bốn sân phần. Dạ. Hỗ trợ nên sẽ có hai hôn phần. Dạ. Dạ. Là 12 4 là 20. Dạ. Dạ dạ, dạ cảm ơn. À, các học viên tiếp theo ạ. Dạ, thưa sư hết học viên rồi ạ. Dạ, xin mời chị Mỹ Như ạ. Cô Mỹ Như tính dùm sư là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Dạ, mời chị Mỹ Như mở mic ạ. Không nghe được chị ơi. Dạ chưa có nghe con. Chắc là bị lỗi gì rồi. Cô Như Mỹ chứ nó sẽ không nghe được. Chị nói không được. Thì nếu không được thì mà học viên khác. Dạ, xin mời Phật tử Phương Trần. Dạ, cô tính lại dùm sư cái tâm năm vừa rồi nó cái tâm tham. Dạ, tâm dạ tham. Con dạ. Dạ, tâm tham thọ xã hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xã hợp tà hỗ trợ là tâm thứ sáu, tâm tham thứ sáu thì là con lấy hết là 13 sở hữu tợ tha trừ cho hỷ là còn 12 bởi vì đây là thọ xã. Dạ. Dạ. 12 thì ở đây là tâm tham thì sẽ lấy hết si phần là 4. 12 với 4 là 16 cộng cho tham phần với 3 là 19. 19 ở đây hợp tà thì có tà kiến là bỏ ngã mạng là còn 18. 18 thì không có sân phần do tâm tham thì không có sân phần. 18 hỗ trợ thì có hôn trầm thủy miên là thành 20. Dạ không lấy hoài nghi thì tức là nhiếp được 20 sở hữu ạ. Dạ con hết. Cảm ơn. Dạ con ngợi con thưa sư. Dạ thưa sư, Phật tử Như Mỹ có hỏi là dạ sư cho con xin phép hỏi là vì sao hai tâm si không nhất sở hữu dục ạ? À, cái đó là sở dĩ hồi nãy, cái câu hỏi đó là câu hỏi hay. Và sở dĩ hồi nãy giờ các vị có để là sư không có cho các vị làm cái tâm si. Do vì lý do đó là nó có cái sở hữu dục. Và cái sở hữu dục đây đó, về cái phương diện ý nghĩa đó, thì đôi khi sợ chúng ta khó nhớ cho nên tôi chưa có nói cho các vị là do vì cái sở hữu dục đây là một cái sở hữu mà nó làm việc mạnh mẽ bởi vì dục đó là cái sự ước muốn và do vì cái tâm mà nó làm nó cái đặc tính của nó mãnh liệt như vậy đó cho nên nó chỉ có thể có mặt ở trong những cái tâm đa nhân
cái tâm đa nhân, tức là cái tâm phải từ hai nhân trở lên. Vậy thì cái tâm đa nhân á, là chúng ta trước hết là chúng sở hữu dục á, nó không có thể nó có mặt ở trong 18 tâm vô nhân. Và cái thứ hai là nó cũng không có mặt ở trong cái tâm si, bởi vì cái tâm si á, rồi nó chỉ có cái vai trò là nó ngăn ngại che mờ cái trí tuệ, chứ nó không phải là cái loại tâm mạnh mẽ. Và cái tâm si á, nó cũng chỉ có một nhân là nhân si thôi. Trong khi đó cái tâm tham á, thì nó vừa có si vừa có tham. Tâm sân á, có hai nhân á, vừa nhân sân và nhân si. Rồi các cái tâm tịnh hảo đó thì tối thiểu nó cũng hai nhân, tức là vô tham vô sân, hoặc là có thêm vô si. Cho nên đối với cái sở hữu dục á, là các vị nên nhớ là nó chỉ có mặt ở trong những cái tâm nào đa nhân thôi, còn những cái tâm nào mà nhất nhân rồi vô nhân thì phải trừ ra. Còn một cái sở hữu nữa mà chúng ta cũng dễ quên, đó là cái sở hữu cần. Cái sở hữu cần đó là một cái đặc tính mà đối với cái tâm á, thì những cái tâm nào mà nó cần phải có cái yếu tố động lực thúc đẩy thì khi đó những cái tâm đó, đó nó mới cần cái sở hữu cần. Còn những cái tâm nào mà nó làm việc máy móc, nó giống như là nó giống như nó làm việc mà nói theo duyên, nó là theo cái thường tận y duyên đó, thì ở đây chúng ta tạm hiểu rằng là những cái tâm nào làm việc một cách máy móc mà nó không cần phải có một cái động lực thúc đẩy. Chẳng hạn giống như là nói về cái ngũ công thức, khi mà chúng ta cái mắt của chúng ta nhìn, mắt chúng ta nhìn thấy cái cảnh, một cái cảnh đó nó hội đủ những cái yếu tố để mình thấy, như là về cái ánh sáng, về có cái sự chú ý và cái thị lực chúng ta tốt thì tự nhiên chúng ta thấy thôi. Thì những cái tâm mà làm việc như vậy đó thì gọi là những cái tâm mà nó làm việc không cần cái động lực, không cần cái động lực thúc đẩy, thì khi đó nó không có cần. Vậy thì tất cả những cái tâm nào mà thuộc về cái tâm quả vô nhân đó thì những cái tâm đó đều không có cái cần. Và cộng với một tâm nữa là cái tâm thứ 16, tức là cái tâm khai ngũ môn. Bởi vì cái tâm khai ngũ môn á, nó có cái vai trò nó giống như là cái màn trập của cái máy chụp hình. Khi nào mà cái dòng tâm thức của chúng ta tiếp xúc với cái cảnh bên ngoài thì cái tâm khai ngũ môn nó chỉ có một vai trò duy nhất là nó mở ra để cho các cái tâm ngũ song thức sanh lên thôi. Cho nên cái tâm đó nó cũng không cần có cái cần, là bởi vì khi nào mà có cảnh tác động thì tự nhiên là nó sanh lên, nó giống như là một cái cảm ứng, cái sensor như vậy. Hãy chúng ta đi ngang đó, thì tự nhiên là nó tiếp xúc đó, thì tự nhiên là nó hoạt động, chứ nó không cần phải có một đồ động lực thúc đẩy. Vậy thì ở trong cái sở hữu tự tha đó, mà hồi nãy đến giờ đó là sở dĩ mà tôi chưa có nói hết đó là do vì nó còn cái nhiều cái lý do khác, mà tôi nghĩ rằng là tôi phải dành một buổi để tôi nói về cái sở hữu tự tha, bởi vì đó là cái phần mà tương đối mà về phương diện lý đó thì chúng ta có thể khó nhớ, là bởi vì đây là cái đặc tính chung chung, chứ nó không phải là một cái đặc tính quá nổi trội để chúng ta dễ phân biệt, giống như là khi có hỷ thì khi xả thì không hỷ, khi tham thì không sân, khi mà chúng ta năng động thì chúng ta không có hôn trầm, vân vân. Mà cái ở đối với các cái sở hữu, sáu cái sở hữu biệt cảnh này đó thì sư sẽ dành ra một cái thời gian bữa sau để dạy, để trình bày về cái sở hữu biệt cảnh này, bởi vì phần này phải muốn để riêng một phần để cho các vị dễ nhớ. Thì trả lại câu hỏi của vị học viên vừa rồi, đó là tại sao mà trong cái sở hữu si mà không có dục, có lý do là dục nó chỉ có mặt ở trong các những cái tâm đa nhân thôi. Như vậy thì đa số dạ. Có Phật tử Thanh giơ tay hả sư? Cái Thanh phát tạ. Dạ. Dạ, con định lại sư cả cho con xin hỏi hơn. Lúc nãy con định hỏi thêm là về tư và tác ý, nhưng mà sư cả nói là để bữa sau dạy thì con không phân biệt được tư với tác ý. Nhưng mà con có thêm một câu hỏi nữa là con thấy là có câu hành hỷ với tùy hỷ, với cái hỷ ở trong sở hữu biệt cảnh thì ba cái đó khác nhau như thế nào thưa sư cả? Tại vì con theo con biết thì cái Bali thì cái chữ nó khác, nhưng mà con không hiểu và không phân biệt được.
Con xin cảm ơn sư cả. À, cái câu hỏi hay đó con. Mà nhưng mà à, mà nhưng mà từ sau con hoan hỷ con lặp lại giúp sư được không? Tại thứ nhất là nó có liên quan về cái trong cái phần biệt cảnh. Và cái thứ hai thì ở đây nó có một cái ý nghĩa rộng hơn nữa, đó là thứ nhất là về cái phương diện xã thì cái sở hữu hỷ á, thì chúng ta đôi một số học viên á, dễ lầm lẫn là nó là thọ hỷ. Mặc dù á, thọ hỷ á, mặc dù cái sở hữu hỷ á, là luôn luôn đi chung với những cái tâm thọ hỷ, nhưng không nhất thiết tất cả tâm thọ hỷ thì phải có sở hữu hỷ. Cái thứ hai là cái sở hữu hỷ á, nó cũng khác với thọ hỷ, bởi vì thọ hỷ á, chính là nó nằm ở trong cái sở hữu thọ. Thì cái việc này, cái này để tuần sau chúng ta học về sở hữu biệt cảnh. Thì lần sau có con hỷ lập lại câu hỏi giúp sư, bởi vì câu hỏi này cũng có nhiều vấn đề chúng ta bàn cả. Dạ, dạ con cảm ơn sư. Dạ. Có vị nào chúng ta có câu hỏi nữa không ạ? Dạ thưa sư, con đã thấy không còn cánh tay nào hỏi nữa. Dạ, nếu không còn cánh, không còn người hỏi nữa thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Để chúc các vị ăn vui. Dạ, chúng con xin kính chi ân sư. Dạ, con chi ân sư ạ. Dạ, dạ, con cảm ơn. Dạ, con kính chi ân sư. Con kính chi ân sư. Dạ, con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào các vị.